Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món cà chua dầm đường nha các bạn ha. Món ăn đơn giản mà nó có công dụng là giải khát rất là hiệu quả nha các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm với hai trái cà chua này nha, hai trái bự nha các bạn ha. Đó. Thì bước đầu tiên, mấy bạn có thể là xắt cà chua ra. À, hành những cái miếng nhỏ vừa ăn ha. Đây, mình nhờ cháu mình cắt cho. Chẻ ra làm đôi. Ừ. Chẻ ra nữa. Đúng rồi, cắt ngang qua. Cắt cái cuốn bỏ tiếp. Ừ. Đó. Đúng rồi. Rồi cắt miếng nhỏ nhỏ. Rồi. Cắt ngang qua. Ừ. Đèn xíu nữa, đèn xíu nữa. Ừ, đúng rồi, phải vậy đi. Vậy vậy á. Ừ. Rồi con bỏ cái tô. Đúng rồi, phải vậy đó. Ừ, đúng. À, mấy bạn sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn ha. Đó. Sau đó thì mình mới cho đường vô. Do mình có một tay à mấy bạn, nên là mình phải nhờ nhỏ cháu mà nó cắt nè. Tại vì cái tay kia của mình nó chưa chưa có cắt băng chưa cắt băng á, nên là mình nhờ cháu mình cắt ha. Đó. Các bạn cắt cái này thì cắt nhỏ tùy thích nha các bạn, nó không quy định là bao nhiêu, nhưng mà mình cắt nhỏ thì nó dễ ăn hơn ha. Như quả cà chua thì nó có rất là nhiều công dụng nha các bạn. Nhưng mà nó có hàm lượng vitamin A rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà đối với người bệnh gút á, như theo mình biết á, thì đừng nên ăn cà chua nha. Ừ. Đây, cháu mình mới vừa cắt xong rồi nè. Giờ bước tiếp theo là sẽ cho đường vào nha. Đó, thì cái bước này á, thì mấy bạn có thể cho tùy thích nha. Tại vì mỗi người thì có cái khẩu vị khác nhau á, người thì thích ngọt, người thì thích lạc. Ở té không, té nó không ẩm lên ngoài. Người thì thích ngọt, người thì thích lạc, nhưng mà mình nó thì thích rất là thích ngọt, tại vì những cái món mà mình ăn với đá mình phải làm cho ngọt mấy bạn. Rồi mình mới cho đá vô để thôi là nó lợ lợ mình khó ăn lắm ha. Đó, đây. Rồi mấy bạn sẽ trộn lên. Ừ. Đường lên. Mình làm video bữa giờ á, là từ bữa 30 tháng 4 tới nay mấy bạn coi video của mình á, là toàn là video mà mình làm một tay không á mấy bạn. Ha, rồi mấy bạn trộn lên đây nè. Ừ. Mình sẽ trộn lên vậy và mấy bạn để trong vòng 5 phút cho nó tan đường ha. Nó tan đường và nó sẽ ra cái nước cà chua thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Và một lát nữa mình sẽ đập đá vô nha các bạn. Rồi mình để đây chờ 5 phút nha. Đây, cái món cà chua dầm đường của mình nó đã tan đường rồi nè mấy bạn. Mình để hồi nãy giờ mình đi trồng rau á, mình vô nó đã tan hết đường rồi. Giờ mình sẽ cho đá vô rồi mình thưởng thức nha. Mình đập đá nhuyễn ha, cái muỗng gà cái đàn ấy xuống đi. Ừ. Đó. Đúng rồi. Ừ. Vậy cái mình trộn lên là mình có thể hưởng thức rồi các bạn. Muốn món món ăn giải nhiệt mùa hè ha các bạn ha. Món giải nhiệt rất là tốt cho cơ thể. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Và mến chúc các bạn nếu có thực hiện thì chúc các bạn thực hiện thành công ha. Và chúc các bạn ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.